chào. Như các bạn cũng đã biết, trong quá khứ nếu các bạn là người kinh doanh thành công thì các bạn có rất là nhiều sự lựa chọn để mua một chiếc xe to 4 cửa từ các hãng của Đức. Và đó cũng là lý do của cuộc trải nghiệm ngày hôm nay. Nhưng nhà sản xuất chương trình lại không cho tôi biết cái chiếc xe test ngày hôm nay là chiếc xe của hãng nào, mà lại hẹn tôi ra một cái chỗ rất là bí mật ở bên quận 7, đi Nguyễn Văn Linh, đến gần SECC, rẽ trái qua đèn đỏ và rẽ trái thêm một cái nữa. Đây là nơi giao thoa của những hãng xe hàng đầu trên thế giới. Gần đây có 3 showroom Mercedes-Benz, BMW, Porsche. Vậy thì dễ là chiếc test ngày hôm nay sẽ là chiếc Audi lắm á. Wow, không phải Audi, đây là chiếc Porsche Panamera. Với thiết kế tròn đầy đặn, trông chiếc xe như là một chiếc 911 được kéo dài lên một chút xíu. Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe này là thấy một cái sự đầy đặn, dễ thương và mũm mĩm. Nhưng khó có thể nói là sắc sảo, ngoại trừ phần cản trước và sau được thay đổi để trở nên thể thao hơn. Sau khi xem xét qua một lượt ngoại thất của chiếc xe là lúc phải xem qua nội thất bên trong. Vừa vào bên trong, bạn có thể thấy ngay một dàn thiết bị với đầy các nút bấm. Có lẽ sẽ là khó hiểu cho những ai lần đầu tiên sử dụng. Nhưng thay vào đó là một sự hiện đại và sang trọng từ các nút và các phím bấm sáng bóng này mang lại. Cảm giác sờ vào nội thất của chiếc xe bằng da cũng thật hơn rất là nhiều. Sau khi khám phá nội thất chiếc xe, tôi quyết định làm một chuyến thực tế từ Phú Mỹ Hưng tới thành phố mới Bình Dương. Chiếc Salon này chính là phiên bản rẻ nhất với 3.6 lít 310 mã lực V6, tốc độ tối đa 259 km/h, có giá tại Việt Nam vào khoảng hơn 4 tỷ cho phiên bản thường và 5 tỷ cho phiên bản mà chúng tôi đang trực tiếp trải nghiệm ngày hôm nay. Rồi, chúng ta bắt đầu vào trung tâm của Sài Gòn. Với mật độ dân cư đông đúc thì việc di chuyển một chiếc xe lớn như thế này thật đáng phải quan tâm. Ngoài ra, chiếc xe được trang bị hệ thống Start và Stop, dịch ra nghĩa là hệ thống tự động dừng, tự động tắt máy. Và sau đó khi bạn đạp vào bướm ga hay là bạn thả cái phanh ra thì sau đó xe nó tự động khởi động lại. Thì cái việc mà đó tôi nghĩ rất là hữu ích đối với những cái dòng xe này. Nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ là nó hợp lý với cái dòng xe thông thường nhiều hơn. Tại vì với một chiếc xe V6 3.6 lít mà đấy là còn chưa tính đến những cái phiên bản cao hơn, ví dụ như là V8 4.8 lít turbo hay là twin turbo, thì cái việc mà ăn xăng của nó thì không thể nói được. Và tất nhiên là cái việc mà tiết kiệm được bao nhiêu ml xăng cho cái đoạn mà dừng lại và tắt đi như vậy, tôi nghĩ nó chẳng đáng là bằng. À, hầm thử thêm tới rồi, phải test nút sport và nghe tiếng bô ngay. Tiếng bô nghe có vẻ quá hiền. Thiết kế của Panamera hoàn toàn trái ngược với cái lịch sử của Porsche, đã từng bắt đầu từ trước năm 2009 trước khi chiếc xe này được ra mắt. Thì thay vì là chiếc 911 là một chiếc hai cửa và động cơ đằng sau, thì chiếc Panamera là một chiếc xe saloon 4 cửa lớn và có động cơ đặt phía trước. Một thiết kế khá là thú vị của chiếc Porsche này đó là phần khí ghế giãn ra. Một điều khá là đáng tiếc ở đây đó là cái việc mà nội thất, ngoài tất cả những cái thiết bị mà có thể nói là sang trọng cũng như là đắt tiền, thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên vô lăng cũng như là trên hộp số và một cái phần xung quanh hộp số ở đây, sờ vào cái cảm giác nó không phải là nhôm, mặc dù là nó trông giống nhôm nhưng mà nó không phải là nhôm, nó là nhựa. Với một chiếc xe sang trọng như thế này thì với một chút nhựa như này mà thay bằng nhôm thì tôi nghĩ là nó sẽ đáng đồng tiền hơn và cái cảm giác sang trọng nó sẽ được tăng cao hơn rất là nhiều. Mini Truck Bình Dương là một khu phức hợp nhỏ với đường chạy và những khúc cua đủ khó để có thể thách thức bất cứ tay lái nào. Oh yeah! Nãy giờ chúng ta chỉ có thể test chiếc xe này trên những cung đường thẳng với tốc độ và giới hạn hoàn toàn là phải theo luật pháp Việt Nam. Bây giờ chính là lúc thử sức của chiếc xe này trên những khúc cua. Thật là ngạc nhiên, mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi ấn vào nút Sport Plus và 310 mã lực dường như đang muốn thoát ra ngoài. Tôi có thể lái như thế này càng ngay. Tuy nhiên, nhà sản xuất nói không và yêu cầu tôi quay trở lại vạch xuất phát trước khi có một tai nạn xảy ra. Nhà sản xuất đưa ra thách thức khi cho một chiếc xe Monster đối với một chiếc Panamera. Lý do đơn giản là họ thích như vậy. Và tay lái đến với chúng ta ngày hôm nay là anh Trung Phan, một tay lái đầy kinh nghiệm đã tham gia thi đấu Moto Gymkhana và tập luyện Mini GP trong một thời gian dài. Không biết chiếc xe nào sẽ chiến thắng nhỉ? À, chưa biết được.
Đây là trải nghiệm thực tế, đây là một cuộc đua, hãy để mọi thứ quyết định. Hệ thống launch control làm việc tốt. Mỗi lần qua cua là một cảm giác chính xác đến từ tay lái. 310 mã nhưng cảm giác vào cua. Gửi lên một cua rất là đầm. 1/8. Cái cảm giác này. Cái này rất là khó mà nói rồi. Oh yes. Vượt qua rồi. Cố lên. Cố lên và về đích. Yeah. Chiếc Panamera đã thể hiện rất tốt trong ngày hôm nay. Ngoài vai trò là một chiếc saloon rất là lớn, sang trọng, chiếc xe còn thể hiện được những phong cách và phong thái thể thao rất là mạnh tại những khúc cua. Và mình rất là thích điều đó. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái kỳ tới.